Chào cả nhà mình nhé. Hôm nay em làm món cơm nếp đỗ đen các bác ạ. Đỗ ở quê nhà mẹ em trồng được một ít. Đây là đỗ xanh lòng các bác nhé. Em còn một ít gạo nếp mưa. Hôm nay thì em sẽ nấu xôi cho con em ăn để con em học. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho một ít gạo và một ít đỗ vo. Sau đó là vo 2-3 lần nước nhé. Sau đó là mình căn nước. Thường thường thì em sẽ để gạo và nước bằng nhau, vì đây là gạo nếp mà. Đấy, gạo và nước bằng nhau xong rồi mình cho vào mình nấu. Hôm nay em đổ hơi hơi ít một chút đây này. Đó, cái đoạn này là cơm nó sôi, nó bật từ một lúc rồi đấy. Đấy, em đảo lại và bật lần thứ hai. Đó, sôi đã, cơm nếp đã chín rất là ngon rồi các bác ạ. Rất là dẻo, rất là ngon luôn rồi ạ. Em mời cả nhà mình thưởng thức cùng gia đình nhà em nhé. Các bác nào mà mình ăn đỗ đen, các bác ấn vào góc trái màn hình để mua gạo nếp và đỗ đen xanh lòng ủng hộ em nhé.